Festival biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển diễn ra từ ngày 3 đến 6 tháng 6 hứa hẹn sẽ là một kỳ festival vô cùng đặc sắc, ấn tượng với nhiều hoạt động xuyên suốt. Festival biển năm nay đánh dấu mốc quan trọng khi đây là sự kiện diễn ra trong năm kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Là kỳ festival biển lần thứ 10 được tổ chức trong 20 năm qua. Khác với các kỳ festival trước, năm nay sân khấu được thiết kế trên bờ biển với quy mô rất lớn và hoành tráng với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới trên màn hình LED 600m². Đặc biệt, màn biểu diễn của 1653 drone light lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay với nhiều phân cảnh trên bầu trời, được kết hợp cùng âm nhạc truyền thống. Trong đó, phần mở đầu sẽ là hình ảnh chim yến, ngoài ra còn có các hình ảnh về mũi đôi mũi đầu điểm cực đông trên đất liền của Tổ quốc, là nơi đón những ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam. Hình ảnh Nha Trang Khánh Hòa với biển xanh, cát trắng cùng 300 ngày nắng ấm, là nơi tự hào có vịnh biển đẹp nhất thế giới với hệ sinh thái biển giàu đẹp, phong phú. Hình ảnh những dòng sông đổ về đại dương bao la rộng lớn, những đoàn thuyền mang theo bao khát vọng vượt sóng ra khơi. Bên cạnh đó còn có những hình ảnh về thành cổ Diên Khánh, tháp Bà Ponaga, tháp Trần Hương. Chúng tôi phải tính toán sao cho logic và hấp dẫn. Mỗi đêm sẽ là mỗi câu chuyện, mỗi thiết kế sân khấu khác nhau, không gian cũng khác nhau và một câu chuyện nghệ thuật khác nhau. Ông Khoa Nguyễn chia sẻ. Trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023 sẽ có những hoạt động khác nhau như màn diễu hành với chủ đề Áo dài phố biển Nha Trang do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Buổi diễu hành sẽ có sự tham gia của 5.000 phụ nữ trong toàn tỉnh. Mỗi chị em trong những bộ áo dài duyên dáng, thướt tha với thiết kế, màu sắc đa dạng sẽ điểm tô cho không gian phố biển trong sáng mùa hè đầy sinh động. Màn diễu hành áo dài này sẽ được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, xúc tiến du lịch như chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, Khánh Hòa kết nối yêu thương, đại nhạc hội âm nhạc thế giới, âm vang đại dương. Lễ hội đường phố và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, diễu hành xe Vespa xe cổ, lễ hội cầu ngư, hô hát bài chòi và các tích tuồng cổ, thi đấu cờ người, hội thi vẽ tranh cùng các hoạt động triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh, tài liệu lưu trữ, thi đấu thể thao, xúc tiến du lịch, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, hội thảo khoa học giáo dục. Những ngày qua nhiều khách sạn dọc đường Trần Phú lượng khách đặt phòng đã tăng mạnh. Đặc biệt là những khách sạn gần khu vực quảng trường 2 tháng 4 như Novotel, Mường Thanh Nha Trang, có view thuận lợi hầu hết đã kín phòng. Khách thường đặt phòng khá sớm để thưởng thức các chương trình nghệ thuật tại festival và tiện di chuyển đến các điểm vui chơi. Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự báo trong 4 ngày chính thức diễn ra festival biển, ngành du lịch tỉnh sẽ đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, trải nghiệm các sản phẩm du lịch. Chiều 2 tháng 6, tại công viên bờ biển cạnh tháp Trầm Hương đã diễn ra lễ hội ẩm thực festival biển Nha Trang 2023. Chương trình do Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa phối hợp tổ chức với sự tham gia của khoảng 90 gian hàng ẩm thực, đặc sản, dịch vụ du lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội 2 đến 6 tháng 6, từ 16 giờ đến 22 giờ, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của các vùng miền, xôi Phú Thượng, phở Lê Gia, phở chua Lạng Sơn, gà thuốc Tây Bắc Tần Hải Sâm, tôm hùm Viên Lệ Chi, bún nước lèo Sóc Trăng, mì sứ Quảng cùng các món ăn tạo nên thương hiệu ẩm thực Nha Trang Khánh Hòa như tôm hùm, yến xào, gỏi cá mai, bún cá Ninh Hòa. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là công trình triển lãm bánh mì khổng lồ với tên gọi Bánh mì Nha Trang xưa và nay với chiều cao 3m, chiều dài 6m. Du khách sẽ được thưởng thức lại ổ bánh mì đúng chất Nha Trang xưa và nay để cảm nhận hết được vị rất riêng của bánh mì đặc ruột Nha Trang. Với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển, festival biển lần này tiếp tục khẳng định thương hiệu biển Việt Nam, đúng nghĩa là nơi tôn vinh và quảng bá giá trị của biển. Thêm một lần nữa, thương hiệu festival biển được khẳng định từ chính sự đóng góp của cả cộng đồng. Đó cũng là điều cốt lõi trong hành trình suốt 20 năm qua. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.